Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh tên là CT. Và hôm nay là ngày 13 tháng 4 thì hôm nay con xin lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình, đó là một cái lô linh sam hạt gạo ha. Thì linh sam hạt gạo này con lên với 10 cây, con lên clip này là 10 cây linh sam hạt gạo và con lên với cái giá này. Nói chung là chưa có bao gồm phí vận chuyển, nhưng mà cô chú anh chị mình thấy ok thì ủng hộ con nha. Rồi cây đầu tiên là cây linh sam hạt gạo, và cũng xin con xin nhắc lại là những cây linh sam hạt gạo này thì cái thân, cái cốt của nó thì nó cũng vừa thôi chứ nó không to quá, nhưng mà cái bộ chi tàn của nó được nhà vườn cắt tỉa thường xuyên cho nên nó rất là đẹp. Thì những cây này đã đủ ok để giao lưu rồi, và con lên một cái giá nói chung là cũng khá là ổn định. Thì cô chú anh chị mình thấy cây nào mà hợp nhãn thì liên hệ con, và giá này là chưa có bao gồm phí vận chuyển. Rồi con xin lên cây đầu tiên. Giá 130k. Rồi, cây này là cây 13A, giá 130k nha cô chú anh chị. Đây, gốc của nó ha. Gốc của nó thì cỡ đầu nhỏ với bút lông, và chiều cao thì cao hơn với bút lông tí. Rồi để con quay một vòng. Những cây linh sam hạt gạo này là trong quá trình vận chuyển là cây nó sẽ vàng lá, những cái lá trong này hết nha cô chú anh chị, vàng mấy lá trong hết. Thì những cây linh sam hạt gạo này nếu như cô chú anh chị mình có mua về thì lúc mà cô chú anh chị mình nhận hàng xong, gỡ hết băng keo xong rồi đem ra ngoài nắng tưới nước, tưới nước thiệt ướt luôn ha, cho nó tràn chậu luôn, xong rồi đem ra ngoài nắng để bình thường trong vòng 2 tuần là cây sẽ ra lá lại. Và những cây hạt gạo này con sẽ bao sống trong vòng 1 tháng. Nếu như cô chú anh chị mình cây nào mà nó có đai thì cứ nhắn tin lại cho con, chụp hình nhắn tin lại cho con ha. Rồi cây này là cây 13A, giá là 130.000. Tiếp theo là cây 14A. Giá này là chưa có bao gồm phí vận chuyển đó nha cô chú anh chị. Đó, cây thì gốc của nó cỡ đầu nhỏ với bút lông, chiều cao thì cao hơn cái với bút lông. Đó, 14A, giá 130.000. Cây chi tàn tròn đều ok. Đó, rồi 14A. Rồi 15A là 160.000. Cây thì cũng cao hơn cái bút lông tí. Cây này thì tàn nó tròn đều ok. Có chỗ này nó hơi trống một tí, vậy cô chú anh chị mình chỉ cần nuôi để nó ra phía nắng là nó sẽ rất là mau phát triển ha, không có gì hết. Nhưng cây nó có cái form tàn là tròn đều rồi nha cô chú anh chị. Nó có form sẵn rồi, vì mình chỉ cắt tỉa theo form nó thôi. Rồi 15A 160.000. Tiếp theo 16A. À, 160.000. Gốc thì cỡ đầu nhỏ với bút lông, bự hơn. Đó, chiều cao hay cao hơn với bút lông ha. Đó, 16A, giá 160.000 nha. Cái này thì dáng nghiêng. Nghiêng đổ xuống ha. Lá, mấy cái lá vàng là nó trong quá trình vận chuyển là chắc chắn sẽ vàng hết nha cô chú anh chị, mấy lá già. Còn những cái lá mà ở ngoài đọt này thì nó sẽ phát triển bình thường. Rồi cây này là cây 16A. Nha cô chú anh chị. Cao hơn với bút lông tí ha. Gốc thì cỡ đầu nhỏ với bút lông. Rồi. Cái này
cũng được cắt tỉa rồi. Cây tròn tàn ok. Rồi 17 ra 155.000. Rồi, tiếp theo 18 nha. Rồi 18A là 170.000. Gốc thì cỡ đầu bự với bút lông ha. Rồi 18A. Rồi 19A là 130.000. Đây, góc cao hơn dưới bút lông tí. Cây dáng nghiêng. Nghiêng về một bên ha. 130.000 cho em 19A. Rồi, tiếp theo là 20A. Giá 160k. Góc thì bự hơn cái đầu bự với bút lông. Chiều cao thì cũng cao hơn luôn. Rồi 20A 160.000. Góc này thì dáng nghiêng. Dáng nghiêng theo kiểu dân sông ha. Đó. 20A giá 160.000. Rồi, con tiếp tục. Rồi, tiếp theo là 21A. 155. Con xin nhắc lại là giá này chưa có bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Đó, cây này thì hơi cao ha. Đúng, cây này là 21A 155.000. Này là hơi chá nắng một tí nha cô chú anh chị. Rồi 21A 155k. Tiếp theo là cây mã số 22A, cũng là cây cuối clip. Giá 170k. Rồi cây này cũng là cây cuối clip nha cô chú. Góc của nó thì cỡ đầu nhỏ với bút lông thôi. Còn chiều cao thì cao hơn ha. Cây này tròn tàn đều rất đẹp. Cái này là một cây tàn tự nhiên. Đó, tàn tự nhiên rất là đẹp ha. Rồi 22A giá chỉ 170.000. Giá này là chưa có bao gồm phí vận chuyển. Và cô chú anh chị mình yêu thích cây lên sam hạt gạo nào thì liên hệ con số điện thoại là 0387849762 gặp Mẫn. Rồi con xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem. Rồi con xin tạm dừng video tại đây. Thì cô chú anh chị mình xem tới giờ này thì có gì cho con xin một like và một chia sẻ video nha cô chú anh chị. Thì chỉ cần cô chú anh chị nhắn lúc like nhẹ thôi thì nói chung là con rất là vui luôn. Tại vì được lúc này là được rất là nhiều cô chú anh chị mình nhắn nút like, khoảng được 12-13 like, thì nói chung là 5-6 like con cũng rất là vui rồi. Thì con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình về vấn đề và nhấn nút like này ha. Rồi con xin mến chào của chú anh chị.